Kính chào quý khán giả, mời khán giả cùng theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh. Hôm nay thứ sáu, ngày 8 tháng 3 năm 2024, nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, ban biên tập chương trình xin gửi đến quý bà, quý mẹ cùng quý chị em phụ nữ lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Trong chương trình thời sự tối nay, mời khán giả cùng theo dõi những nội dung chính sau đây. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị gặp gỡ tuyên dương cán bộ hội qua các thời kỳ gắn với họp mặt nhân kỷ niệm 1984 năm ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 114 năm ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 và phát động phong trào thi đua năm 2024. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ triển khai thực hiện dự án Trung tâm Thể dục Thể thao thuộc thiết chế công đoàn tại khu công nghiệp Long Đức, thành phố Trà Vinh. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Trong thời gian qua, các cấp hội phụ nữ tỉnh Trà Vinh tập trung thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động trong hội viên, từ đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, phát huy vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều hôm qua, ngày 7 tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị gặp gỡ tuyên dương cán bộ hội qua các thời kỳ, gắn với họp mặt nhân kỷ niệm 1984 năm ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 114 năm ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 năm 1910, 8 tháng 3 năm 2024 và phát động phong trào thi đua năm 2024. Đến dự họp mặt có ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và trên 200 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, nữ cán bộ hưu trí, đại diện các đơn vị phối hợp, cán bộ, hội viên phụ nữ tiêu biểu trong tỉnh. Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại ý nghĩa lịch sử vẻ vang Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 năm 1910, 8 tháng 3 năm 2024, 1984 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Trong suốt chiều dài lịch sử, phụ nữ Việt Nam đã viết nên những trang sử vàng bằng sức mạnh của lòng yêu nước, trí thông minh và tinh thần quả cảm. Tiếp nối truyền thống hào hùng đó, phụ nữ Trà Vinh không ngừng đổi mới, sáng tạo, lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Năm 2023, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phát động 100% cơ sở hội đăng ký thực hiện phong trào thi đua. Kết quả có 396 điểm mô hình tập thể, cá nhân đăng ký thực hiện. Tiếp tục nhân rộng 313 điểm mô hình mới, hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo Bác. Đến nay, toàn tỉnh có 2.460 điểm mô hình học tập và làm theo Bác, 749 điểm mô hình dân vận khéo, tại 106 trên 106 cơ sở hội. Tích cực hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua do địa phương phát động, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng gia đình 5-0, 3-sạch. Tại buổi họp mặt, bà Kiên Thị Minh Nguyệt, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh, cũng đã phát động phong trào thi đua với các nội dung như tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và những phẩm chất đạo đức của phụ nữ Việt Nam, tiến tới xây dựng người phụ nữ Trà Vinh năng động, sáng tạo, xây dựng gia đình có sức khỏe, có đạo đức, có kiến thức, có trách nhiệm với gia đình và xã hội. Cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0, 3-sạch, gia đình 5-có, 3-sạch, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao. Thực hiện chủ đề năm 2024, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội trên địa bàn tỉnh, tiến tới xây dựng đội ngũ cán bộ hội chuyên nghiệp, giỏi một việc, biết nhiều việc. Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trà Vinh, biểu dương và chúc mừng những kết quả tích cực mà các cấp hội đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị trong năm 2024, các cấp hội phụ nữ cần tập trung triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, đẩy mạnh các phong trào hỗ trợ phụ nữ trong sản xuất, kinh doanh, nhất là phụ nữ trong vùng có đồng bào dân tộc Khmer, thực hiện tốt chuyên đề năm 2024 của tỉnh trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hội theo nguyên tắc, nơi nào có phụ nữ, nơi đó có tổ chức hội, tiếp tục nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ, tự giác tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức của người phụ nữ Việt Nam, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh tuyên dương 30 cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp có nhiều thành tích nổi bật trong thực hiện phong trào phụ nữ và hoạt động hội qua các thời kỳ. Sáng nay, ngày 8 tháng 3, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ triển khai thực hiện dự án Trung tâm Thể dục Thể thao thuộc thiết chế công đoàn
tại khu công nghiệp Long Đức, thành phố Trà Vinh. Tham dự có đồng chí Quỳnh Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư tỉnh ủy Trà Vinh, đồng chí Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh. Dự án Trung tâm Thể dục Thể thao thuộc Thiết chế Công đoàn tại Trà Vinh có ý nghĩa rất lớn trong việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của đoàn viên công nhân lao động, đặc biệt góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, vui chơi, giải trí lành mạnh tại khu công nghiệp xã Long Đức, tỉnh Trà Vinh. Dự án đầu tư nhiều hạng mục gồm cây xanh, quảng trường, sân đường nội bộ. Nổi bật là công trình Trung tâm Thể dục Thể thao cao 2 tầng, chiều cao tối đa 20m, diện tích xây dựng 1.570m², tổng diện tích sàn xây dựng 3.404m², có sức chứa 800 người. Tổng kinh phí đầu tư dự án là hơn 49 tỷ đồng từ nguồn vốn tài chính công đoàn. Thời gian thực hiện là 360 ngày, dự kiến đến hết quý 1 năm 2025, dự án đi vào hoạt động. Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban quản lý dự án Thiết chế Công đoàn sẽ phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu, kịp thời xử lý các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án. Đây là dự án thứ 3 do Tổng Liên đoàn đầu tư bằng nguồn tài chính công đoàn. Khu công nghiệp Long Đức có diện tích khoảng 100 ha, hiện có 29 doanh nghiệp đầu tư thực hiện 33 dự án giải quyết việc làm cho hơn 12.500 lao động. Phát biểu tại đây, ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh cho biết, dự án được triển khai có ý nghĩa rất quan trọng đối với đoàn viên công nhân lao động. Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các sở ngành địa phương tăng cường phối hợp với chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong việc hỗ trợ thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn để dự án Trung tâm Thể dục Thể thao thuộc Thiết chế Công đoàn tại Trà Vinh được thực hiện đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao nhất. Ngày 7 tháng 3, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành tổ chức cuộc họp sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 2 và triển khai chương trình công tác tháng 3 năm 2024. Đến dự có bà Nguyễn Thị Minh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Trà Vinh. Trong tháng 2, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện thảo luận đóng góp báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng 2011-2025, báo cáo tổng kết chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng, thực hiện quy trình điều chỉnh cơ cấu ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức sơ kết tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện nhiệm kỳ 2024-2029, tổ chức trao tặng quy hiệu Đảng đợt 3 tháng 2 năm 2024 đối với 23 đảng viên, tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai nghị quyết năm 2024 của tỉnh ủy, huyện ủy, triển khai quán triệt, tuyên truyền nghị quyết Trung ương 8 khóa 13, triển khai chuyên đề năm 2024 của tỉnh, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân Trà Vinh. Về chương trình công tác tháng 3, Huyện ủy Châu Thành chỉ đạo tiếp tục triển khai quán triệt, học tập, tuyên truyền nghị quyết năm 2024 của tỉnh ủy, huyện ủy, chuyên đề năm 2024, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể và nhân dân. Lãnh đạo tổ chức Đại hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở đối với xã Đa Lộc, điểm chỉ đạo của huyện, tổ chức hoàn thành Đại hội Liên hiệp Thanh niên cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024-2029, chỉ đạo tiếp tục theo dõi tình hình sản xuất và thu hoạch lúa vụ đông xuân, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nhất là công trình đường tỉnh 915B, công trình hồ chứa nước ngọt của tỉnh, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xử lý các trường hợp khai thác khoáng sản không phép, trái phép, chỉ đạo khắc phục những hạn chế trong giải quyết hồ sơ, thủ tục về đất đai, tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, công tác giảm nghèo bền vững, tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở, chủ động nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, thiên tai, tăng cường công tác phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn. Ngày 7 tháng 3, Ban Thường vụ Huyện ủy Cầu Ngang tổ chức hội nghị Ban Thường vụ mở rộng sơ kết tình hình tháng 2, triển khai chương trình công tác tháng 3 năm 2024. Đồng chí Trần Minh Bảnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, chủ trì hội nghị. Trong tháng 2, Huyện ủy Cầu Ngang chỉ đạo triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh ủy, huyện ủy, nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và xây dựng hệ thống chính trị năm 2024 của tỉnh ủy, huyện ủy, chuyên đề năm 2024 của tỉnh, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024, thực hiện tốt các chính sách người có công, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh neo đơn trong dịp Tết. Ban Thường vụ Quyền ủy quyết định điều động luân chuyển 4 đồng chí, củng cố nâng cao chất lượng đảng viên, kết nạp đảng đợt 3 tháng 2 năm 2024 được 22 đồng chí, đạt 15% nghị quyết. Về kinh tế, đến nay diện tích xuống giống lúa đông xuân là 6.600 ha, đạt 120% kế hoạch. Vụ màu xuống giống đến nay xuống giống được 8.200 ha. Về thủy sản, đến nay có 2.600 lượt hộ thả nuôi với số lượng con giống 635 triệu con tôm giống trên diện tích 1.000 ha. Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng các xã nông thôn mới nâng cao đã được công nhận. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Minh Bảnh, Phó Bí thư Thường trực Quyền ủy yêu cầu các ngành, các địa phương tập trung thực hiện tốt 12 nhiệm vụ trọng tâm của Quyền ủy đề ra trong tháng 3. Theo đó, tổ chức triển khai quán triệt thực hiện nghị quyết năm 2024 của tỉnh ủy, Quyền ủy và các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề của Trung ương, tỉnh ủy, chuyên đề năm 2024 của tỉnh, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, dư luận xã hội. Chỉ đạo Hội đồng Nhân dân huyện tổ chức kỳ họp chuyên đề, tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo các nội dung chuẩn bị Đại hội Mặt trận Tổ quốc, Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên nhiệm kỳ 2024-2029 các cấp cơ sở trong huyện. Quản lý, khai thác tốt các công trình thủy lợi, kịp thời ngăn mặn, ngăn triều cường, đảm bảo phục vụ tốt cho sản xuất, tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật. Ngày 7 tháng 3 tại thị trấn Long Thành, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Duyên Hải tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã thị trấn và Ban công tác Mặt trận ấp khóm quý 1 năm 2024. Với chủ đề thuận lợi khó khăn trong công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2024-2029. Hội nghị giao ban công tác Mặt trận quý 1 năm 2024 nhằm trao đổi kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã thị trấn và Ban công tác Mặt trận ấp khóm và đề ra giải pháp trong thời gian tới. Tại hội nghị, đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã thị trấn đã chia sẻ những vấn đề thực tiễn tại đơn vị để cùng tìm giải pháp tháo gỡ, đặc biệt về phương án nhân sự để đảm bảo được công tác của nhiệm kỳ 2024-2029. Đến dự và phát biểu hội nghị, ông Phạm Tiết Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh đã biểu dương đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Duyên Hải trong công tác chuẩn bị đại hội. Qua đó, đề nghị huyện cần tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp, trước mắt là đại hội điểm cấp xã để kịp thời rút kinh nghiệm. Dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tặng bằng khen cho một cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2023. Ngày 7 tháng 3 tại xã Bình Phú, huyện Càng Long, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trà Vinh cùng đoàn công tác giảng sinh kế Trà Vinh Samaritan Bus đã tổ chức buổi giao lưu, chia sẻ, học tập mô hình tổ hợp tác nuôi bò với gần 50 bà con từ ba xã Bình Phú, huyện Càng Long, xã Định An, xã Đại An, huyện Trà Cú. Theo chia sẻ từ đoàn công tác Samaritan Bus, tỷ lệ bò sinh sản, phối giống trong thời gian qua tăng hơn so với những năm trước. Phần lớn là do nhận thức của hộ nuôi được nâng cao, sự quan tâm sát sao, giám sát của chính quyền địa phương. Riêng xã Bình Phú, các hộ dân đã dần thích nghi với việc nuôi bò theo mô hình tổ hợp tác, có sự phân công hợp lý, phối hợp tốt giữa các tổ viên. Bà Nguyễn Thị Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Phú chia sẻ một số kinh nghiệm quản lý và giám sát của lãnh đạo địa phương đối với dự án. Trước đó 4 tháng, 30 hộ dân tại xã nhận được 30 con bò từ dự án. Đến nay đã có 5 con bê và nhiều bò khác đang mang thai. Để tiếp tục phát huy tốt kết quả này, bà Nguyễn Thị Tiến đề nghị các tổ công tác luôn quan tâm, gắn bó chặt chẽ giữa các tổ viên, hăng hái tích cực trong công tác nuôi dưỡng bò và tham gia tốt công tác tập huấn. Ông Lê Văn Cồ, tổ trưởng tổ hợp tác nuôi bò tại xã Bình Phú cho biết, trước đây nhiều hộ gần ngại với mô hình nuôi bò theo tổ hợp tác, chỉ thích nuôi độc lập, dần dần đã thích nghi, nhận thấy ưu điểm của mô hình. Bên cạnh đó, tổ hợp tác nuôi bò cũng vận động khuyến khích bà con nên tích cực tham gia mô hình này để đạt hiệu suất nuôi tốt nhất. Sau buổi trao đổi, đoàn đã có chuyến đi thực tế tham quan mô hình nuôi bò tại nhà ông Lê Văn Cồ tại ấp Phước Hưng 2. Ông Cồ cho biết thêm, hiện tổ ông có 3 tổ viên, bò được nuôi tại chuồng nhà ông và hàng ngày 2 tổ viên sẽ cắt cỏ mang đến. Ông thì lo việc cho bò ăn, dọn vệ sinh chuồng. Các thành viên cùng nhau chia sẻ công việc, giảm được công chăm sóc. Bên cạnh đó, ông còn tận dụng phân bò nuôi trùng quế, kiếm thêm nguồn thu trang trải cho việc nuôi bò. Chiều qua ngày 7 tháng 3, trường Đại học Trà Vinh tổ chức hội thi nấu ăn nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
Hội thi là dịp tôn vinh và biết ơn những người phụ nữ đã ngày đêm đóng góp sức mình vào công việc và cuộc sống gia đình. Đặc biệt là những nữ viên chức, người lao động trường Đại học Trà Vinh vẫn không ngừng nỗ lực, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc công việc chuyên môn, nghiên cứu học tập, nâng cao trình độ và nghiệp vụ. Thông qua phong trào thi đua, giỏi việc nước, đảm việc nhà, chị em phụ nữ trường Đại học Trà Vinh còn tích cực tham gia các phong trào cùng các hoạt động xã hội tại cơ quan, thực hiện tốt thiên chức làm vợ, làm mẹ của mình trong việc chăm sóc gia đình, phấn đấu để gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa tại nơi mình đang sinh sống. Bên cạnh đó, hội thi đã tạo một sân chơi lành mạnh cho các đoàn viên công đoàn và tạo điều kiện thuận lợi để mọi người tham gia giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, từ đó giúp đại gia đình Đại học Trà Vinh thêm gắn bó hơn. Hội thi diễn ra với chủ đề Cùng nhau vào bếp, có 26 đội tham gia, với mỗi đội thi gồm 4 thành viên là các công đoàn viên nam, nữ đã chế biến các món ăn dành cho bữa cơm gia đình với 6 người ăn. Các món ăn đã được chuẩn bị, sơ chế kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong vòng 150 phút, các đội thi đã chế biến các món ăn và trình bày mâm cơm rất hấp dẫn, bắt mắt. Thuyết trình thể hiện ý nghĩa, thông điệp từ các món ăn, gửi gắm những tình cảm và lời chúc tốt đẹp nhất đến các chị em phụ nữ nhân ngày 8 tháng 3. Hiện nay, công đoàn trường Đại học Trà Vinh có trên 1.300 công đoàn viên đang sinh hoạt tại 20 công đoàn bộ phận. Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 năm 1910, 8 tháng 3 năm 2024, 1984 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 78 năm Ngày Thể thao Việt Nam 27 tháng 3 năm 1946, 27 tháng 3 năm 2024. Từ ngày 2 đến ngày 7 tháng 3, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tiểu Cần tổ chức giải vô địch bóng chuyền hơi nữ năm 2024. Tham gia giải năm nay, có 15 đội bóng được chia thành 4 bảng thi đấu vòng tròn ở mỗi bảng để chọn hai đội nhất, nhì ở mỗi bảng vào thi đấu tứ kết, bán kết và chung kết. Qua 29 trận thi đấu tranh tài sôi nổi, quyết liệt của các đội tham dự, 4 đội bóng gồm Trường Trung học Phổ thông Tiểu Cần, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông Tiểu Cần, xã Phú Cần và xã Long Thới đã xuất sắc vượt qua các đội còn lại giành quyền vào thi đấu bán kết và chung kết. Kết quả chung cuộc, đội bóng xã Phú Cần chiến thắng trước Long Thới với tỷ số 2-0 và đạt cúp vô địch. Đội bóng Long Thới đạt giải nhì, đội bóng Trường Trung học Phổ thông Hiếu Tử đạt giải ba, đội bóng Trường Phổ thông Dân tộc Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông Tiểu Cần đạt giải khuyến khích. Giải đấu thực sự là sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo cơ hội cho các đội giao lưu, học hỏi lẫn nhau, đồng thời thúc đẩy phong trào tập luyện môn bóng chuyền hơi nữ trong các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, câu lạc bộ, doanh nghiệp và quần chúng nhân dân lao động trong toàn huyện. Thông qua hoạt động này còn là cơ sở để Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện tuyển chọn vận động viên xuất sắc bổ sung vào đội tuyển huyện để tham gia thi đấu cấp tỉnh trong năm 2024. Thưa quý khán giả, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Trong thời gian qua, các cấp hội phụ nữ tỉnh Trà Vinh tập trung thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động trong hội viên, từ đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, phát huy vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Trà Vinh là tỉnh ven biển vùng đồng bằng sông Cửu Long, có dân số trên 1 triệu người. Trong đó, phụ nữ khởi nghiệp và nhóm phụ nữ khởi nghiệp tiềm năng có gần 5.400 người. Nuôi heo rừng là mô hình kinh tế xóa đói giảm nghèo hiệu quả, bởi đầu ra dễ tìm, giá cả khá cao. Tại ấp chợ xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, chị em phụ nữ đã thành lập được tổ hợp tác nuôi heo rừng, gồm 8 thành viên. Hiện tổng đàn heo gồm 170 con. Sau khi nuôi tầm 5 tháng, heo xuất bán ra thị trường có trọng lượng từ 13 đến 15 kg. 1 kg thịt heo rừng và heo giống hơn 100.000 đồng. Giá trị thị trường dao động tùy thời điểm nhưng vẫn giữ mức ổn định. Việc chăm sóc heo rừng cũng đơn giản, heo khỏe, lớn nhanh, ít bị bệnh, chủ yếu ăn các loại rau cỏ, nước cám, nên có thể tiết kiệm kinh phí đầu tư gấp 3 lần so với nuôi heo thường. Cái nuôi heo này thì cái nguồn thức ăn nó dễ là nó mình chăn nuôi nó dễ nè, với lại nó ít bệnh, rồi nó có ổn cái thu nhập ổn định và giá cả thị trường thì hiện giờ nó cũng đang cần nhiều. Rồi như thức ăn thì mình cũng dễ kiếm nữa, như là các rau dại đồ này kia ở xung quanh ruộng mình cũng cho ăn được, như rau muống, lục bình đồ này có cứ là dễ dàng hơn là heo thịt. Các chị em thấy vậy cũng phấn khởi vận động tham gia, tại vì nó cũng dễ dàng rồi, với lại chăn nuôi nó cũng ổn định. Hội cũng đã tổ chức nhiều cái hoạt động thiết thực như là phát động thực hiện các cái phong trào thi đua, các cuộc vận động như là xây dựng gia đình 503 sạch,
xây dựng các cái mô hình công trình phần việc, tham gia xây dựng nông thôn mới, mô hình học tập và làm theo Bác, mô hình dân vận khéo, các loại hình câu lạc bộ, tổ nhóm phụ nữ xây dựng gia đình, phát triển kinh tế vân vân. Qua đó đã thu hút trên 17.000 hội viên phụ nữ tham gia. Bên cạnh đó thì các cấp hội trong huyện cũng luôn đồng hành hỗ trợ hội viên phụ nữ các cái nguồn lực, lồng ghép các cái hoạt động đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, kết nối hỗ trợ vốn vay cho phụ nữ phát triển kinh tế. Thì đến nay thì hội cũng đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội và Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Trà Vinh đã hỗ trợ 9.940 hội viên vay với số tiền trên 308 tỷ đồng. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh tập trung phối hợp ngành chức năng và các địa phương tổ chức nhiều diễn đàn, hội thảo thúc đẩy, hỗ trợ sản phẩm phụ nữ khởi nghiệp, sản phẩm tiềm năng lên OCOP, kết hợp trưng bày sản phẩm phụ nữ khởi nghiệp. Mục tiêu nhằm hỗ trợ phụ nữ tham gia chuỗi giá trị, sản xuất sạch, chế biến sạch, tiêu dùng sạch để nâng tầm sản phẩm. Theo đó, nhiều phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã được các cấp hội trong tỉnh hỗ trợ nâng cao năng lực kinh doanh. Trong năm đã giúp 508 hộ phát triển sinh kế, vượt 190 hộ, phát triển một hợp tác xã dịch vụ, duy trì 5 hợp tác xã do phụ nữ quản lý và 191 tổ hợp tác sản xuất. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh là luôn luôn có những cái sáng tạo, sáng kiến để mà quy động tất cả các nguồn lực cũng như các cái đơn vị để làm sao mà tạo cái điều kiện nâng cao cái nhận thức và cái công tác quản lý điều hành quản trị trong giới phụ nữ đối với phát triển khởi nghiệp rồi phát triển sản phẩm OCOP. Hàng năm, mỗi cơ sở hội vận động hỗ trợ thêm 5 hộ đạt tiêu chí gia đình 5 không, 3 sạch hoặc gia đình 5 có, 3 sạch. Mỗi cơ sở hội đăng ký thực hiện một công trình phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Chị em mình cũng hội viên phụ nữ thì mình cũng trồng hoa kiển cho tuyến đường Mỹ Long Nam cho đẹp. Nhà sạch, nhà sạch, ngõ sạch, bếp đẹp hết, ngăn nắp đàng hoàng. Thì mình nuôi dạy con cháu cho ngoan, thì cho tốt, học tập giỏi. Trong những năm qua thì hội phụ nữ xã luôn phát huy cái tinh thần đoàn kết, khắc phục những cái khó khăn, vận động hội viên tham gia các cái phong trào là do hội cấp trên phát động, rồi cũng như là thực hiện các cái phong trào xây dựng nông thôn mới là do đảng bộ là giao cho. Thì từ những cái hiệu quả của các phong trào đó thì hàng năm được đánh giá là từ tốt đến hoàn thành xuất sắc. Điểm nổi bật là chỗ hội phụ nữ xã có duy trì được 3 trên 5 ấp là thành lập các cái tuyến đường hoa kiểu mẫu do hội đảm nhận. Thì bên cạnh đó thì hội cũng rất quan tâm hỗ trợ cho phụ nữ là phát triển giảm nghèo. Thì hội rất quan tâm thì phối hợp cùng với hội cấp trên và là Ngân hàng Chính sách Xã hội thì tạo điều kiện để là đầu tư vốn cho là hội viên phát triển, rồi giúp đỡ cái quy trình là xác nhận là sản phẩm OCOP, rồi khởi nghiệp cho hội viên để tăng thêm cái thu nhập trong cái tiêu chí thu nhập xây dựng nông thôn mới. Với nhiều giải pháp hiệu quả, năm 2023, tỉnh phát triển mới được 7.777 trên 3.000 hội viên, vượt 4.777 hội viên. Hiện nay 100% cơ sở hội có tỷ lệ tập hợp hội viên trên 60% ở chính quyền, thị xã, thành phố. Để tiếp tục phát huy vai trò của phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2023, thì năm 2024 thì hội tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và các cái nhiệm vụ sau. Nhiệm vụ trọng tâm là tập trung chỉ đạo các cấp hội đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội phụ nữ tỉnh lần thứ 11 và triển khai nội dung 4 tiêu chí phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, gắn với học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đến với cán bộ hội viên phụ nữ một cách thiết thực, nhằm lan tỏa những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả,
xây dựng nhân tố điển hình tiêu biểu để mà giới thiệu biểu dương nhân rộng. Đặc biệt thì thực hiện chủ đề năm 2024 thì tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội, là tập trung triển khai thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch, thực hiện các khâu đột phá, trong đó chú trọng các chỉ tiêu năm 2024, đẩy mạnh thực hiện các hoạt động đề án 938, đề án 99 hỗ trợ cho phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2023 đến 2025 và triển khai các hoạt động thực hiện đề án 01 hỗ trợ phụ nữ thành lập hợp tác xã, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030. Hướng tới các cấp hội phụ nữ, Trà Vinh tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kết nối, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của phụ nữ, đồng thời sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay giúp phụ nữ khởi nghiệp hiệu quả. Từng cán bộ, hội viên sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng trên mọi lĩnh vực, khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức hội trong hệ thống chính trị và xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Chương trình Thời sự tối của Đài truyền hình Trà Vinh đến đây là hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Sau đây, mời khán giả cùng theo dõi bản tin dự báo khí tượng thủy văn đêm nay và ngày mai. Theo tin từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh Trà Vinh, dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, 9 tháng 3 năm 2024, mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có nơi có mù nhẹ, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 35 độ. Mực nước trên các sông chính trong tỉnh, trên sông Phổ Chiên tại Trạm Trà Vinh 152cm, cao hơn ngày hôm nay 8cm. Trên sông Hậu tại thị trấn Cầu Quan 152cm, cao hơn ngày hôm nay 17cm. Độ mặn cao nhất trên sông Long Toàn tại Long Toàn 18 phần ngàn, lớn hơn ngày hôm nay 0,5 phần ngàn. Độ mặn cao nhất trên sông Hậu tại Trà Kha 14 phần ngàn, lớn hơn ngày hôm nay 0,6 phần ngàn. Tại Cầu Quan 9,5 phần ngàn, lớn hơn ngày hôm nay 0,6 phần ngàn. Độ mặn cao nhất trên sông Cổ Chiên tại Hưng Bỉ 16 phần ngàn, lớn hơn ngày hôm nay 0,5 phần ngàn. Trà Vinh 9,5 phần ngàn, lớn hơn ngày hôm nay 0,5 phần ngàn. Thời tiết biển, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7, biển động nhẹ. Vùng biển Cà Mau, Kiên Giang và Phú Quốc mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4 có lúc cấp 5, biển bình thường.